Chào mừng toàn thể anh em đồng chí đến với kênh Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về lịch sử Việt Nam qua góc nhìn và lời kể gần gũi với giới trẻ. Anh em xem là thích, click là nghiền. Có một chiến trường đang dần bị lãng quên, có một chiến thắng đang dần bị phai đi. Đó là chiến trường ca, chiến trường của máu và hoa. Có nhiều người nói đây là một cuộc chiến đầy thơ mộng, có lẽ họ tô vẽ thêm phần cho thi vị. Đối với một số cựu binh, đó là những ngày tháng ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của họ đã gắn chặt với nơi này. Đau thương và mất mát, dẫu hy sinh là vô kể, nhưng anh em đồng chí quyết tâm không để ai bị tụt lại phía sau. Câu chuyện hồi ký của một cựu binh mà Hồi ức Thời chiến sẽ kể với anh em ngày hôm nay là khi bộ đội ta bên kia biên giới bị Khmer Đỏ bao vây. Ta điều ngay tăng thiết giáp tới giải nguy, đánh cho địch ba đời phải khiếp sợ, không cả dám tập kích khi đoàn quân của ta rút về. Rất thật và rất hồi hộp như phim ảnh, chân thực đến từng chi tiết. Còn chần chờ gì nữa, xin mời anh em hãy cùng đến với video của Hồi ức Thời chiến ngày hôm nay nhé. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, sau gần một tháng rong ruổi liên tục bán hành cho Khmer Đỏ bên đất Ca, các đơn vị được lui quân về biên giới củng cố phòng thủ. Thật thoải mái khi nằm trên đất mẹ, cũng nằm võng, nằm đất hoặc nằm ngoài đồng lúa, nhưng sao đất mẹ vẫn thấy gần gũi, ấm áp đến thế. Anh em vẫn phải thay nhau gác, nhưng hầu như mọi người có một đêm ngủ thật yên lành sau chừng ấy thời gian. Đại đội 3 và 1 vẫn làm nhiệm vụ chốt giữ ở khu vực Mộc Bài. 8 giờ vừa ăn sáng xong, chuẩn bị lên đại đội giao ban, thì liên lạc viên chạy gấp xuống giọng thất thanh: "Anh Phú, đại đội chuẩn bị kết hợp cùng với xe bọc thép tấn công ngay." Tôi ngạc nhiên: "Mày đùa tao đấy à? Sao vô lý thế? Vừa về sao lại phải đi tác chiến gấp vậy?" Đồng chí liên lạc nói: "Anh cứ tập trung anh em, rồi lên đại đội ngay phổ biến. Tôi gọi anh dự A Phó về tình hình và bán tín bán nghi cái lệnh vừa rồi. Hôm qua được thông báo ta rút quân về nước là vì sự ôn hòa, thiện chí hòa bình, mà sao lại có lệnh tấn công ngay?" Tới ban chỉ huy đại đội thì thấy các đồng chí chỉ huy đang chụm đầu chỉ trỏ trỏ tấm bản đồ ngay trên bàn, là tấm bản đồ bên dưới với cam. Tôi hỏi ngay: "Có việc gì đấy các anh?" Anh chủ nói: "Ông Phú ngồi xuống đây, đợi nốt đồng chí Kỳ A10 lên nữa rồi phổ biến một thể." Quan sát nét mặt của mọi người cũng thấy căng thẳng, có vẻ như không bình thường. Tôi nói: "Thì anh nói luôn xem có việc gì." Anh Tiến nói: "Cách đây 30 phút có một xe Hồng Hà chở quân nhu của tiểu đoàn. Trên xe có khoảng chục đồng chí, ở dưới cứ mới lên. Cứ tưởng ta còn bên đất cam nên chạy sang. Anh em chốt ở cửa khẩu bất ngờ quá không ngăn kịp. Sư đoàn chỉ thị cho C3 cùng 6 xe bọc thép M113 tấn công sang giải nguy cho số anh em này và kéo xe về." "Trời ơi, là còn thế nữa. Thảo nào lúc nãy có nghe thấy tiếng súng. Thế có ai việc gì không?" Tôi hỏi, nhưng biết ngay là sự việc nghiêm trọng rồi. Tôi nói tiếp giọng hơi gắt: "Thế sao các anh không tổ chức ngay đi mà còn ngồi bàn gì nhiều?" Bắt đầu tôi thấy lo, rất lo cho các anh em đó. Anh Tiễn nói thêm: "Xe nó bị bắn ở chỗ rừng sở, đã có 2 đồng chí chạy được về, số còn lại không biết sống chết như thế nào." Lên xong kế hoạch thì một lúc sau có chiếc xe thiết giáp M113 của Lữ 22 ầm ầm lao đến. Các trung đội nhanh chóng lên xe, tấn công thẳng đường một sang. Tới khu vực rừng rậm mà đoàn xe của ta bị phục kích, xe M113 chạy theo đội hình bậc thang vừa chạy vừa bắn. Súng 12 ly 7 bắn điểm xạ từng viên, thủy uy với pốt. Tiếng thùng thùng rội vào khoảng rừng nghe thật đáng sợ. 12 ly 7 thì chỉ cần trúng một viên là nát tươm rồi. Thỉnh thoảng, ta lại táng qua một quả DKZ vào khu vực nhà nghi. Tôi cũng đã nhiều lần ngồi trên xe tấn công hoặc cùng tác chiến với thiết giáp, nhưng có lẽ chẳng lần nào như thế này. Xe chạy nhanh hết tốc độ, sóc này làm đầu lính với nóc xe va vào nhau cùm cộm, hai hàm răng va vào nhau chan chát. Quả đàn vô cùng khẩn trương. Qua ba vét một, chạy tiếp tới rừng sở xa xa, đã thấy lấu nhớ bóng áo đen, áo của lính pốt rồi. Bỗng thấy lóe lửa phía trước, tôi hô nguy hiểm, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy gì. Ùng hoàng, đạn VKZ vụt xoạt trên đầu. Kệ, đoàn xe vẫn dũng mãnh lao lên. Lính xạ thủ B41 của ta có thể phụt một phát một quả về phía pốt cho chúng hoảng. Thiết giáp tiến thêm 200m nữa rồi dừng, cho bộ binh xuống rồi tiếp tục dàn hàng ngang tấn công. Các trung đội nhanh chóng nhảy xuống chạy theo xe, vừa chạy vừa bắn. Các loại súng đều nhả đạn về phía pốt. Khói, bụi mù mịt khét lên, tiếng hô xung phong vang dần, thể hiện cái sức mạnh và ý chí của đoàn quân đã đánh thắng cả đế quốc Pháp và Mỹ sừng sỏ. Tiếng hô vang dội cả một góc rừng, khí thế lắm, hào hùng lắm. Các đồng chí xạ thủ 12 ly 7 trên xe cũng thật dũng cảm. Kệ đạn pốt bắn như vãi mưa, mấy anh vẫn cứ đều đều bắn thùng thùng thùng, điểm xạ 3 viên. Bắn vào đâu là biết đến đó, đạn cây sới đất mù mịt, bắn cây cây đổ, bắn vào người là không còn nguyên vẹn hình hài. Bộ binh có thiết giáp yểm trợ tiến lên theo đuôi xe. Lý thuyết mà nói, bị ăn 1-2 trái của DKZ của pốt là cả xe ăn đủ, nhưng thực tế để mấy thằng pốt ngóc đầu lên mà ngắm thôi cũng khó rồi. Thách chúng nó đấy, đạn 12 ly 7 của ta điểm xạ liền hồi. Chúng có bắn trả nhưng hỏa lực không chính xác. Tôi lại anh em gióng cối ngay mặt đường bắn uy hiếp, hô ngay thước 300m,
4 quả cấp tập. Thật hài lòng với đồng đội, đúng là những người lính thiện chiến. Nháy mắt một cái là 4 tiếng cối kêu tong 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 rất nhanh, với thao tác rất chính xác. Bọn Post chắc đi ngày mấy thằng. Tôi hô, thui cối vận động theo bộ binh. Mấy anh bộ binh cơ giới vừa chạy vừa bằng bằng mấy loạt AK rồi lại tiếp tục chạy. Anh em tấn công thật dũng mãnh. Hầu như ai cũng biết rằng chỉ có tấn công thật mạnh, tấn công thật áp đảo mới làm cho bọn Post hoảng sợ, thiệt hại nặng nề. Sau đó, lựa thế mới cứu được anh em của mình. Tiếng hô xung phong của mọi người hòa lẫn tiếng súng các loại, tạo nên một bảng hùng ca thật hoành tráng. Bất chợt, tôi nghĩ giá như có máy quay phim, có ai quay được trận chiến hào hùng này thì thật sự là giá trị biết bao. Tiếc quá. Vận động đi được một đoạn, tôi lại hô bắn cối tiếp. Bọn Post cũng điên cuồng bắn trả. Một vài đồng chí đã trúng đạn bị thương rớt lại. Tôi nói anh em đi cùng cối, đừng ở lại sau. Rút kinh nghiệm các trận trước, nhiều anh em rớt lại thì lại gặp Post vòng đến, đòn đánh khóa đuôi. Phía trước có tiếng hô đã thấy chiếc xe Hồng Hà, chiếc xe trúng đạn cắm đầu xuống nguyên đường. Đội hình C3 cùng thiết giáp tiến lên khoảng 500m nữa rồi dừng lại đứng ở thế vòng cung. Chĩa súng hình giải quạt bắn điểm về các hướng uy hiếp Post. Trên mặt đường, xác mấy thằng Post nằm vắt ngang vắt dọc trong các tư thế khóc nhau, đỏ lừ cả một vùng. Theo kế hoạch, tôi hô anh em tiếp tục bắn cối truy đuổi địch. Rồi anh Tiến và mấy anh em khác nữa kiểm tra xe, thi hài mấy anh em rất nhiều vết đạn, gạo, rau trên xe tung tóe. Anh em tìm thấy thêm 2 anh em hy sinh nữa do trúng đạn trong tư thế chạy về hướng Tổ quốc. Xe Hồng Hà hỏng, chúng tôi nhặt mấy khẩu súng trên xe, rồi nhanh chóng đưa các liệt sĩ lên xe bọc thép, rồi đốt xe Hồng Hà. Bắn thêm mấy loạt nữa về phía Post, rồi cũng nhanh chóng quay trở về. Vừa đi kiểm tra xem có anh em nào bị thất lạc. Đi hơn 1 cây số thì gặp được một đồng chí bị thương, mặt trắng bệch vẫy xe. Anh Tiễn hỏi, còn ai nữa không? Đồng chí này nói, em cũng không biết nữa. Tôi bàn với anh Tiễn là tranh thủ ít phút đi tìm kiếm, may ra còn sót ai. Nhưng rồi cũng không gặp thêm ai nữa. Mọi người trở về với chiến thắng cùng với tâm trạng buồn, thật buồn. Sau đó vào trung tuần tháng 1 năm 78, khi đồng bào nước ta ở hậu phương đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Mùi, thì tình hình biên giới Tây Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đi ngược lại với thiện chí của ta, bọn phản động Post, Yang Sari tiếp tục cho quân đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam ở Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Để giáng trả hành động xâm lược trắng trợn của kẻ thù, các binh đoàn chủ động cơ động được lệnh tiến công tiêu diệt địch. Theo đó, sư đoàn 341 được điều tăng cường cho quân khu 9. Ngày 17 tháng 1 năm 1978, toàn đội hình F trừ E-270 đang chốt giữ ở Hà Tiên lên đường hành quân bằng xe cơ giới, địa bàn Tây Ninh bàn giao lại cho sư đoàn 9 đảm nhiệm, vượt gần 300 km tới Châu Đốc, An Giang. Tiểu đoàn 1 chốt giữ ở khu vực núi Sam, núi Bà, An Giang. Tiểu đoàn 2 và 3 khẩn trương về chốt giữ ở Phú Cường, Bảy Núi, An Giang. Ngày 19 tháng 1, sư đoàn giao nhiệm vụ cho D2, D3 kết hợp cùng với sư đoàn 330 quân khu 9 giải phóng Phú Cường. Nơi đây đã bị bọn Post lấn chiếm mấy ngày trước. Chỉ huy trung đoàn bàn với F330 là để D2 cộng với D3 luồn sâu vào đội hình của địch, rồi đánh chiếm điểm cao 192, làm bàn đạp đánh xuống, tạo điều kiện cho F330 đánh chính diện. Trận đánh tưởng chừng như khó khăn, nhưng nhờ D3 và D2 luồn sâu gây bất ngờ, đánh hất trở lại nên bọn Post nhanh chóng vỡ trận. Lực lượng tấn công của F330 cũng rất mạnh mẽ. Trận này, chúng ta nhanh chóng giành thắng lợi, tiêu diệt được rất nhiều địch, thu nhiều vũ khí, giành lại địa bàn mà chúng ta đã lấn chiếm, vừa kết thúc trận đánh giải phóng Phú Cường. Ngày 20 tháng 1, sư đoàn lại được lệnh đánh địch giải phóng 2 xã Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện Châu Phú, An Giang. Ở đây, địa hình vô cùng phức tạp và hiểm trở, lực lượng Post rất đông. Quân khu 9 cùng với F-341 và F-330 cộng với Hải quân, không quân bàn bạc đánh trận hợp đồng quân binh chủng quy mô lớn để tiêu diệt bọn Post, giải phóng địa bàn quan trọng bị lấn chiếm này. Sau khi đánh trận xong ngày 3 tháng 1 năm 1978, toàn đội hình trung đoàn lại rút về chốt phòng thủ biên giới. Anh em vẫn phải nằm bờ nằm bụi, màn trời chiếu rứt. Sau những trận đánh gian khổ, quân số của các đơn vị đã vơi đi nhiều. Trung đoàn đã phải đôn các đồng chí ở cứ, tăng gia, động viên thu gom các đồng chí thương binh nhẹ trở lại đơn vị, nhưng quân số cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Địa bàn chốt giữ thì rộng, nên đêm hôm mỗi người phải trực gác nhiều hơn. Có trung đội thì cứ gác theo phương thức quay vòng, mỗi người 2 giờ, nhưng cũng có tiểu đội áp dụng 2 người một vòng gác 6 giờ rồi đổi ca. Bọn Post chưa dám đánh lớn, nhưng vẫn dùng những phân đội nhỏ lẻ tập kích chớp nhoáng rồi bỏ chạy, nên việc canh gác đêm phải hết sức cảnh giác. Gần một tháng tác chiến liên tục bên đất ca, làm mọi người rất mệt, ai nấy đều gầy sọp, hốc hác hẳn đi. Chính những ngày tháng gian khổ, gối đất nằm xương này làm cho bộ đội ngày càng vất vả, mệt mỏi, nhưng cũng vì đồng đội, vì quê hương mà các anh lại càng chiến đấu anh dũng tuyệt vời, lập hết chiến công này đến chiến công khác, bảo vệ được non sông gấm vóc như ngày hôm nay. Thế hệ ngày nay và hồi ức thời chiến thật luôn tự hào mỗi khi nhắc tới chiến thắng vang dội của các đồng chí ấy. Và video ngày hôm nay của hồi ức thời chiến đến đây xin phép được khép lại.
Nếu thấy video hay và bổ ích, xin mời anh em đồng chí hãy bấm like và chuông thông báo để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.